Xuân Quỳnh xin chào các khán giả của Buôn Làng Giải Trí. Các bạn đã bao giờ nghe qua tên của bộ phim Đồng Tiền Xương Máu hay chưa? Với những khán giả thế hệ 7X và 8X đời đầu thì đây là một trong những bộ phim truyền hình nổi danh vào thời điểm đó. Danh tiếng của dàn diễn viên chính bao gồm Chi Bảo, Quyền Linh và Trương Ngọc Ánh cũng lên như diều gặp gió từ đây. Vậy thì hiện tại họ đang có cuộc sống như thế nào? Hãy cùng với Xuân Quỳnh tìm hiểu nhé! Sau khi đảm nhận vai Lan Anh trong Đồng Tiền Xương Máu một cách thành công, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã tham gia khá nhiều bộ phim khác và cũng thành công không kém. Trong đó phải kể đến Áo Lụa Hà Đông, Ngọc Viễn Đông. Đồng Tiền Xương Máu được sản xuất vào năm 1998. Ngay thời điểm phát sóng, bộ phim đã gây tiếng vang lớn, khiến cho người người, nhà nhà đều mê mẩn. Trương Ngọc Ánh, nữ chính của Đồng Tiền Xương Máu, đã nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Hiện tại cô vẫn đang là một trong những nữ diễn viên đắt show của vũ trụ điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh vai trò là nữ diễn viên ăn khách, Trương Ngọc Ánh cũng từng thử sức trong lĩnh vực sản xuất phim vào năm 2014 thông qua bộ phim điện ảnh Hương Ga. Đây chính là một trong những tác phẩm thành công bậc nhất của nữ diễn viên khi nhận doanh thu lên đến 70 tỷ đồng. Trương Ngọc Ánh được đánh giá là một nữ nghệ sĩ đa tài khi cô làm tốt ở khá nhiều lĩnh vực. Bên cạnh diễn xuất, sản xuất phim, nữ diễn viên Hương Ga còn làm host cho nhiều chương trình liên quan đến người mẫu, thời trang như Việt Nam Next Top Model 2017, Project Runway Việt Nam 2014. Và đến giờ phút này, tất cả những gì chúng tôi cho các em học và thử đều là giúp ích cho nghề nghiệp của các em. Và con đường thành công không bao giờ trải hoa hồng. Về cuộc sống, Trương Ngọc Ánh hiện vẫn đang ở chế độ độc thân sau khi đường ai nấy đi với nam diễn viên Trần Bảo Sơn. Hiện cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp tốt đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ. Khác hẳn với diễn viên Trương Ngọc Ánh, nam chính Quyền Linh lại có một ngã rẽ khác trong con đường sự nghiệp. Hiện tại, người ta hay nhớ đến Quyền Linh trong vai trò là người dẫn chương trình hơn là một diễn viên. Ông lúc nào cũng nhắc tôi về nội quy, nhưng nội quy nghiêm ngặt của phòng này là cấm người lạ mặt vào đây. Ông quên rồi hả? Tôi đi hết đi. Để yêu tôi mới làm việc được chứ. Huy, tôi đi mà. Ông cũng đi ra luôn đi. Nhắc đến Quyền Linh, khán giả không thể nào quên hình ảnh một nam MC nhiệt huyết, luôn luôn giúp đỡ những bà con có hoàn cảnh khó khăn, thông qua nhiều chương trình đầy ý nghĩa, trong đó phải kể đến Vượt Lên Chính Mình. Bên cạnh đó, MC Quyền Linh còn là người cầm trịch cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách, như Bạn Muốn Hẹn Hò, Ca Sĩ Giấu Mặt. Cũng vì quá bận rộn với công việc dẫn chương trình, do đó Quyền Linh hầu như không còn tham gia đóng phim nữa. Năm 2021 là một trong những thời điểm mà nam MC nhận được sự yêu mến của khán giả hơn nữa khi liên tục hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con trong mùa dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh một nam MC đi dép tổ ong, áo quần giản dị đi phát quà ở nhiều nơi đã tạo được dấu ấn trong lòng công chúng. Hiện tại MC Quyền Linh đang có cuộc sống viên mãn cùng vợ và hai con gái. Hình ảnh của nam gia đình MC cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thêm một nhân vật tiếng tăm trong phim Đồng Tiền Xương Máu, không thể không nhắc đến, đó chính là diễn viên Chi Bảo. Sau sự thành công vượt bậc của bộ phim Đồng Tiền Xương Máu, diễn viên Chi Bảo đã ngay lập tức thừa thắng xông lên, tham gia rất nhiều dự án phim khác như Lục Vân Tiên, Cô Gái Xấu Xí, Đẻ Mướn. Chi Bảo gây ấn tượng với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chất giọng trầm ấm của anh cũng chính là yếu tố khiến cho bao thế hệ người hâm mộ yêu thích. Tuy nhiên, sau một vài năm hoạt động nghệ thuật, Chi Bảo lại hứng thú với việc kinh doanh hơn. Cũng từ đó, anh ít đóng phim và dần dần rút lui khỏi showbiz. Anh cũng được biết đến là một người rất tích cực hoạt động từ thiện. Hiện tại, Chi Bảo cũng đang có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ trẻ Lý Thùy Trang. Dù anh không còn hoạt động nghệ thuật, nhưng vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường và thông tin liên quan đến Chi Bảo vẫn được nhiều khán giả quan tâm. Với những ai đang là fan của bộ phim Đồng Tiền Xương Máu thì chắc chắn sẽ rất bồi hồi khi Xuân Quỳnh nhắc lại, đúng không ạ? Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xuân Quỳnh xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả của Buôn Làng Giải Trí vào ngày mai.